Xin chào tất cả các bạn đến với kênh giải trí của Nam và Phương TV, và mình là Trần Thảo. Mọi người ơi, chúng ta bước qua tháng 10 được vài ngày rồi đúng không? Và cái tháng này phải gọi là tháng rất là bùng nổ của các chị em chúng mình. Và năm nào cũng vậy, cứ mỗi lần mà đến những cái dịp nào mà cần phải tặng quà cho phụ nữ á, là các anh bắt đầu rất là đau đầu nè, không biết phải tặng như thế nào. Mà Thảo nói nè, không phải riêng các anh đâu, mà đôi khi các chị em cũng không biết chính bản thân mình thích cái gì, muốn cái gì nữa. Và trong tập ngày hôm nay thì Thảo không chỉ giúp cho các anh đâu, mà Thảo giúp cho tất cả các chị em phụ nữ luôn có những cái mẹo để mình có thể dễ dàng tìm được những mùi hương mà phù hợp với chính bản thân của mình. Và trước khi vào nội dung chính thì Thảo muốn chia sẻ cho các bạn một thông tin, đó là từ ngày 1 đến ngày 10 tháng 10 thì ở tất cả các chi nhánh Nam Một Phương sẽ có chạy chương trình là bốc thăm trúng thưởng đối với hóa đơn từ 2 triệu. Thì các bạn trong cái thùng này nè là những cái lá thăm mà cứ thể bốc lại các bạn sẽ được trúng. Và những phần quà ở đây đó là những cái chiếc túi chính hãng nha, đến từ rất là nhiều thương hiệu nổi tiếng. Ví dụ như mình có là Versace nè, Diesel, Azzaro, Valentino, Calvin Klein và còn rất là nhiều thương hiệu khác. Và Thảo nghĩ rằng khi mà các bạn đến cửa hàng á, mình thấy những cái mẫu túi thì chắc chắn là các bạn muốn sở hữu đem về ngay lập tức luôn. Và nếu như các bạn nhận được chương trình này thì hãy mau đến Nam Bộ Phung từ ngày 1 đến ngày 10 để tham gia chương trình nha. Nói mẹo thì kiểu nó nghiêm trọng với hoành tráng vậy thôi, chứ thật ra Thảo thấy cái tip này nó cũng khá là đơn giản để mà chúng ta có thể xác định được đâu là những cái mùi hương mà nó phù hợp với chính bản thân mình. Thì đầu tiên Thảo nghĩ là các bạn nên chia ra từng nhóm hương. Thì ở đây Thảo sẽ chia cho các bạn 4 nhóm hương cơ bản đi, là hương hoa nè, nhóm hương đồ ăn, nhóm hương citrus và cuối cùng là nhóm hương gỗ. Thì 4 nhóm hương này là cơ bản và tiêu biểu nhất để mà các chị em có thể dễ dàng sử dụng và lựa chọn. Sau khi mà các bạn chia ra được 4 nhóm hương này rồi, chúng ta bắt đầu lần lượt thử từng cái mùi hương mà kiểu tiêu biểu nhất ở trong từng nhóm hương. Thì khi các bạn thử xong rồi thì Thảo nghĩ rằng các bạn vừa có thể biết được là nhóm hương nào mình thích nè, nhóm hương nào mình không phù hợp nè, và chọn được mùi hương nào phù hợp với chính bản thân mình luôn. Và ở trong tập này thì Thảo sẽ chia sẻ với các bạn 4 mùi hương đại diện cho 4 nhóm hương mà Thảo mới vừa chia sẻ hồi nãy nha. Thì đầu tiên chúng ta vô luôn nhóm hương hoa. Thì nhóm hương hoa có thể nói là một cái nhóm hương mà chúng ta sẽ rất là thấy thường xuyên, cũng như là rất nhiều chị em mình tin dùng, nói chung là dễ dùng với mọi người. Tại vì Thảo này, Thảo cũng hay xài mấy cái chai nước hoa mà mang nhóm hương hoa, sử dụng hàng ngày luôn, tại vì rất là dễ xài và nó tôn lên cái nét nữ tính rất là cao. Và ở cái nhóm hương hoa này á, là Thảo sẽ chọn em Gucci Flora Gorgeous Gardenia. Đây là cái chai mà Thảo nói là Thảo đã sử dụng 3 năm rồi, và mỗi khi nhắc đến nhà Gucci nói chung thì Thảo vẫn sẽ luôn luôn yêu thích và nêu tên cái em này ra nha. Thì ở chai nước hoa này á, mang nốt hương hoa dành thì nó sẽ xoay quanh cái chủ điểm mà nốt hương hoa trắng. Ngoài ra thì chúng ta sẽ có một chút đường nâu, nhưng mà cái đường nâu này Thảo thấy nó không có bị quá ngọt, nó không có bị kiểu bị dính, mà nó chỉ làm tôn lên cái nét ngọt ngào dịu dàng của loài hoa thôi. Và sau đó là mình sẽ có thêm một cái chút hương của quả lê nữa, thêm hương trái cây nữa nha. Thì ba cái mùi hương này nó kết hợp lại với nhau thì Thảo cảm giác là Gucci Flora, cái em màu hồng Gardenia này á, thật sự là một cái chai mà mang đến cho Thảo rất là nhiều cảm xúc cho tới bây giờ luôn. Và cái thật ra thì các bạn có thể thấy chai nước hoa này nó khá là bánh bèo đúng không, nhưng mà Thảo có thể đảm bảo được cho các bạn rằng ngay cả những người cá tính như Thảo, Thảo không có thích bánh bèo đâu nha, nhưng mà Thảo xài cái chai nước hoa này á, Thảo thật sự rất là thích luôn á. Và Thảo sử dụng thì có thể là sử dụng hàng ngày nè, đi làm, đi học. Nhưng mà có một cái khuyết điểm nhỏ thôi là em này lưu hương không có lâu. Thì có thể là do cơ địa của Thảo, tại vì Thảo không có lưu hương được lâu với đa số chai nước hoa luôn. Thì đối với Thảo, chai nước hoa này lưu hương từ 3 đến 4 tiếng maybe cũng đủ rồi đúng không mọi người. Và ngoài em này ra thì còn rất là nhiều chai nước hoa khác mà các bạn có thể tham khảo trong nhà Gucci. Bởi vì nhà Gucci là một cái thương hiệu khá nổi tiếng và rất thành công trong việc khai thác những cái nốt hương mà toát lên cái vẻ đẹp đẽ, mỹ miều, nữ tính của người phụ nữ thông qua nốt hương hoa và trái cây nha mọi người. Và chúng ta sẽ qua nhóm hương thứ hai, đó là nhóm hương gỗ. Thì nhắc đến nhóm hương gỗ thì chắc là mọi người sẽ nghĩ là nó sẽ dành cho đàn ông ha, nó hơi cá tính, nó hơi mạnh mẽ, nó hơi khô khan đúng không? Nhưng mà không phải đâu, Thảo sẽ chỉ cho mọi người một chai nước hoa thuộc cái nhóm hương gỗ nhưng mà rất là nữ tính nha, cùng đi theo Thảo. Đây là nhân vật chính trong cái nhóm hương gỗ mà Thảo muốn chia sẻ cho mọi người nè. Em này thật sự luôn có một cái vẻ bề ngoài đã rất là thu hút cũng như là kiểu bí ẩn rồi đúng không mọi người. Mà cái tên nó cũng vậy luôn, Alien, kiểu nó hơi người ngoài hành tinh một xíu. Mình sẽ liên tưởng đến một cái chai này mang một cái cá tính rất là mạnh, cũng có hơi lập dị và quái đản một xíu. Thì Thảo công nhận luôn nha mọi người, em này mang nốt hương rất là đơn giản. Tầng đầu tiên là nốt hương hoa nhài, và đối với Thảo là hoa nhài là một cái loại hoa mà mang cho Thảo một cái mùi hương, một cái cảm nhận nó khá là khó chịu. Nó hơi nồng nàn một xíu. Nhưng ở trong nước hoa thì Thảo thấy có rất là nhiều chai hãng làm ra những mùi hương
dễ tiếp cận, rất là dễ chịu và nó ngoại lệ. Thì Alien là một trong những cái chai nước hoa đó. Nốt hương hoa nhài ở trong em này Thảo cảm giác là nó không có quá kiểu đẩy đà, không có quá xôi thịt, mà nó chỉ tôn lên cái vết nét đẹp của hoa nhài thôi. Nó vẫn giữ nguyên bản là hoa nhài nha, nhưng mà hoa nhài ở trong Alien được kết hợp với lại hương gỗ tầng hương thứ hai và tầng hương cuối cùng là nhựa hổ phách á, thì đã làm cho cái nốt hương hoa nhài mình tưởng chừng như rất là trong trẻo, rất là bay bổng tươi sáng ha, thì trở nên trầm và sâu lắng. Tưởng tượng đây là một mùi hương dành cho đàn bà chứ không phải là dành cho các chị em con gái kiểu tin tin đâu nha mọi người. Đây là một mùi hương rất là đàn bà luôn, cỡ như là tầm phải U40 á. Xài em này Thảo thấy rất là hợp, cảm giác rất là trải đời nè, rất biết lắng nghe và có chiều sâu khi mà suy nghĩ. Đó thì chai nước hoa này là một trong những chai mà Thảo thấy là mang nốt hương hoa nhài nó vừa đặc biệt nè, mà cái màu sắc của em này cũng không có nhầm lẫn đi đâu được hết. Và Thảo chưa bao giờ thấy một chai nước hoa nào có cái mùi hương mà kiểu na ná giống Alien hay là ai có thể đúp được cái chai nước hoa này hết trơn á. Thì đây là một điểm đặc biệt nha. Ngoài ra bạn này á, họ sẽ có một cái mức độ lưu hương khá là tốt. Thảo cảm nhận khi mà xài em này á, thì lưu hương cũng phải trên 6 tiếng nha. Và đây là một cái chai nước hoa gọi là ứng cử viên sáng giá nhất trong cái nhóm hương gỗ mà Thảo muốn chia sẻ đến cho mọi người. Cho nên chị em nào mình chưa có thử á thì nên thử Alien đi nha. Nhóm hương tiếp theo mà Thảo muốn chia sẻ với các bạn là một trong những cái nhóm hương cũng khá là nổi bật, đó là Gourmand, là tập hợp những cái mùi hương mà trong đó chứa những cái nốt hương mà kiểu có thể ăn được á. Thì ví dụ như là em Bonbon của nhà Victoire Rock nè, đây là chai nước hoa mà Thảo nghĩ rằng bất kể chị em nào mà mình kiểu style nó hơi nữ tính bánh bèo một chút, kiểu thích ngọt ngào như sự đáng yêu dễ thương, thì chắc chắn là mình nhìn vô cái chai nước hoa này thì sẽ chiếm hơn kiểu một nửa sẽ đón cái chai nước hoa này về, bởi vì nó quá là dễ thương, không thể nào mà kìm lòng được trước cái vẻ ngoài đáng yêu như vậy, đúng không? Nhưng mà Thảo cũng nghĩ rằng đối với những cái bạn nào mà thuộc cái nhóm hương này thì khi mà ngửi thấy mùi hương của em Bonbon thì Thảo chắc chắn là các bạn cũng sẽ rất là yêu thích luôn. Em này thì tầng hương đầu tiên sẽ có những cái mùi hương xoay quanh những nốt hương trái cây, thì mình có là đào nè, quýt hồng, rồi cam. Nói chung là tầng hương đầu tiên thì Thảo cảm nhận nó ngọt ngào, nó mọng nước, nó ngọt theo kiểu trái cây mọng nước á, nó tươi trẻ, rất là tràn đầy sức sống, năng lượng. Tiếp theo thì mình có caramel và hổ phách. Thì ở cái nốt hương caramel này á, nó tiếp thêm một cái vị ngọt nữa cho những cái nốt hương trái cây và làm thêm em này trở nên một cách rất là nữ tính ha, và đồng thời là sẽ rất là bay bổng theo cái chiều hướng là kiểu các chị em yêu đời á mọi người. Thì ở cái chai nước hoa này á, là tập hợp những cái nốt hương mà nó thứ nhất là nó ngọt nè, nó nữ tính, nó trẻ con, và nó sẽ tạo cho mọi người một cái cảm giác rất là trẻ trung, yêu đời. Thành ra là cái em Bonbon này Thảo nghĩ là nó rất là phù hợp ở trong cái nhóm hương Gourmand này. Và nếu như bạn nào đã và đang sử dụng mùi hương này thì Thảo nghĩ là các bạn nên cho một cái comment ở bên dưới để mà review xương xương cho những chị em nào mình chưa có cơ hội sử dụng em này nha. Bên cạnh nhóm hương hoa thì cũng có một nhóm hương khác rất là phổ biến, đó chính là nhóm hương citrus. Thì ở cái nhóm hương này Thảo thấy có một cái điểm mạnh, đó chính là tất cả mọi người ai cũng có thể đều sử dụng được hết. Bạn này sẽ không có kén tuổi, không kén thời tiết, cũng như là không có kén kiểu hoàn cảnh phong cách của cái người sử dụng. Trong nhóm hương này Thảo đề cử một em đến từ nhà Giorgio Armani, đó chính là em Aqua màu xanh da lá này nè mọi người. Thì ở cái chai nước hoa này Thảo khá là tâm đắc ở cái việc là bạn này đáp ứng được rất là nhiều cái yếu tố điểm mạnh, ví dụ như là nữ tính là có, dễ sử dụng có luôn, và tươi mát nữa. Đồng thời em này sẽ không có kén tuổi luôn. Nói chung là cái điểm này là điểm mạnh của tất cả những cái chai nước hoa thuộc nhà, thuộc cái nhóm hương citrus rồi. Và em này mang mùi hương đầu tiên là mình sẽ có chanh. Chanh đem lại cho mình một cái cảm giác rất là sảng khoái, đầy năng lượng cũng như là kích thích vị cái khứu giác của mình ha. Tiếp theo là mình sẽ có cái nốt hương hơi the của bạc hà, rồi sẽ cộng hưởng cùng với lại hai cái nốt hương hoa nổi bật là mình sẽ có hoa nhài cộng với lại hoa mẫu đơn. Hai cái nhóm hương hoa này nó vừa nữ tính kết hợp cùng với lại sự tươi mát của chanh và the của bạc hà, tạo nên một cái em aqua khá là tươi mát, nữ tính, và đồng thời là các bạn có thể sử dụng hàng ngày, đặc biệt là nếu như các bạn nào mà dân văn phòng á thì chúng ta có thể sử dụng đi làm nè, đi dạo phố bình thường cũng rất là ok luôn nha. Chung quy lại ở trong tập này là Thảo muốn chia sẻ cho mọi người cái cách để mà mình có thể lựa chọn được mùi hương phù hợp với bản thân của mình. Đó là mình chia nhỏ những cái nhóm hương ra, sau đó mình thử từng mùi hương mà mình cho là tâm đắc nhất. Thì sau đó là các bạn sẽ dễ dàng hơn là chúng ta để một đống như vậy nè, xong rồi chúng ta ngửi từng mùi á thì chắc chắn là sẽ khó khăn hơn nhiều, đúng không? Và bốn nhóm hương tiêu biểu nhất mà Thảo chia sẻ cho mọi người ở trong tập này, đầu tiên là nhóm hương hoa, tiếp theo mình có nhóm gỗ Gourmand, và cuối cùng là citrus. Thảo hy vọng sau tập này sẽ giúp cho rất là nhiều bạn có thể giải quyết được cái vấn đề là mình
phù hợp với mùi hương nào và sẽ tìm ra được mùi hương chân ái cho chính bản thân mình nha. Và đừng quên, chương trình của Nam và Phương từ giờ đến hết tháng 10 còn rất là nhiều ưu đãi. Thật ra là mọi người nhớ follow tất cả những trang mạng xã hội của Nam và Phương và đồng thời là like, subscribe kênh giải trí Nam và Phương TV để đón xem nhiều chủ đề cũng như là các bạn muốn review về mùi hương nào thì cứ mạnh dạn để lại bình luận ở bên dưới chia sẻ cho Thảo biết nha. Và mình là Trần Thảo. Cảm ơn các bạn đã đón xem chiếc vlog này và hẹn các bạn ở những tập sau nha. Bye!